Năm 2014, chị Nguyễn Thị Nhàn ở thôn An Phú, xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã mạnh dạn đầu tư nuôi 70 đàn ong. Mày mò học hỏi, vượt qua những khó khăn ban đầu, chị đã thành công với nghề nuôi ong. Đến nay, đàn ong của chị đã phát triển lên hơn 3.500 đàn. Ban đầu là thấy người ta nuôi ong cũng lợi nhuận, kinh tế ổn định nên tôi mới quyết định từ buôn bán áo quần chuyển qua nuôi ong từ nhỏ mà tới lớn. Thế như là được 8 năm rồi. Ban đầu mình nuôi nhỏ lẻ thì mình mới đi nuôi đi trong nước cũng gặp nhiều nhỏ lẻ vì do người dân Việt Nam mình chưa biết cách chung mật á, ăn mật. Sau đó thì mình vào những hiệp hội nuôi ong thế giới về hiệp hội nuôi ong của trong nước. Từ khi mình xuất được sang châu Âu thì đầu ra của mình là rất tốt, làm được mật giám chỉ cần an toàn thì xuất khẩu hoàn toàn được sang bên kia nên là người dân nuôi ong rất là an tâm. Những ngày đầu gắn bó với nghề ong nắm gian truân vất vả, chị Nhàn phải làm ở lán trong rừng sâu. Một năm chị sống ở ba miền, mùa xuân ra Bắc, mùa hạ bám trụ ở Quảng Trị, còn mùa thu đông vào Tây Nguyên. Nhờ sự nỗ lực cố gắng, chị đã thành công và trở thành tấm gương lan tỏa động lực làm giàu cho những chị em trên địa bàn. Chị Nhàn là một trong những gương điển hình mực tiêu biểu nhất của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hải Thái. Từ một hộ nghèo, chị đã biết qua cái tận tin giúp được đồng chí đồng nghiệp, chị đã cố gắng vươn lên và thoát nghèo một cách bền vững. Không chỉ là một cái thoát nghèo bền vững mà về công tác xã hội, chị cũng là một nhà từ thiện từ Nam ra Bắc và là một trong những người là giúp đỡ cho những chị em nghèo và khó khăn trong xã, địa bàn của xã Hải Thái. Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng rất tự hào về cái mô hình làm ăn này. Ngoài việc nuôi ong, chị Nhàn đã mở thêm một cơ sở thu mua mật và chế biến thức ăn cho ong, hàng năm giải quyết công ăn việc làm cho hơn 50 lao động địa phương. Vài năm trở lại đây, chị đã tìm được đầu ra cho sản phẩm mật ong của mình, xuất bán sang châu Âu, mang về thu nhập hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.